Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu với các bạn chiếc đèn pin siêu sáng XML-C8 của hãng Ultrafine. Đây là chiếc đèn pin kích thước rất nhỏ gọn, chiều dài khoảng 13cm và có pha rất là lớn, chúng ta thấy cái pha này. Và đây là đèn pin chiếu rọi. Về cấu tạo chúng ta sẽ có cái đèn này sử dụng nguyên pin là pin 18650. Pin này thường thường các bạn nên dùng pin sạc. Đây ạ. Và thường thường gia dụng nhà Việt sẽ tặng kèm thêm pin sạc của Double Power, kèm theo cái bộ sạc đấy ạ. Và cái này các bạn vào cũng thấy răng chống nước, cái răng cao su này chống nước. Phía sau đèn chúng ta thấy có một cái công tắc, đây là công tắc đa năng. Các bạn bấm này nó sẽ diện chiếu sáng. Và đây là cái chất lượng ánh sáng của chiếc đèn pin C8 này. Nó đèn rọi, không điều chỉnh được xa gần. Và đây là dạng ánh sáng của đèn này. Ngoài việc chiếu sáng này thì các bạn thấy là công tắc đa năng chúng ta sẽ bật tắt này. Nhưng chúng ta có thể điều chỉnh được chế độ bằng cách là bấm nhẹ đây. Các bạn sẽ điều chỉnh được là chế độ thứ nhất là sáng này. Các bạn bấm là tối dần ạ. Các bạn sẽ bấm được các cái chế độ khác như là nháy liên tục hoặc là gì ạ? Chớp tắt. Chúng ta điều chỉnh 3 cấp độ sáng. Đây là chế độ sáng nhất này. Cấp độ sáng khoảng 800 lumens. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái đèn Ultrafine C8, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.